Rồi, anh nhớ đấy, plong luôn người chứ, plong luôn. Đây hồ chúa các bác. Hai anh em đi Phật rẫy vừa đem về. Nên là chặt cả, nó đại cả luôn hồ chúa đi. Ôi trời, đây. Chỗ luôn đi xin hồ chúa này. Nó chỉ đặt chỉ gàn lọt ra. Bơ là dựa là kinh chỉ các bác ở đây ba tiếng. Tôi nói rồi. Ê coi này, đang hai anh em đã làm thịt rồi. Nó trên hồ chuột đàng đàng đừng nhất hồ chuột. Tất cả những mặt răng lồng của mỏ răng lồng. Bảo hiểm, ngay khi bảo hiểm. Cả nó đã phải lăng luôn. Ấy rải mà phải rải. Ta, như cột cọ. Đã cọ. Kia gì rải. Hồ chuột. Anh em đi làm rẫy bắt được không dám bắt sống phải giết. Hồ chuột nó lành. Bắt bọt bằng bọt thì đã cọ rồi bọt. Mình cắt vứt đâu rồi? Cắt đâu rồi? Để tránh độc của hắn. Cái thứ băng ăn cày. Ôi người từ từ, cứ tạm. Mang đi. Đu chỉ làm đu cũng giặc lại bỏ lịch chặt tầm của bạn của cờ lên đàn luôn cả mặt bạn bằng đấy rồi cái này rồi rõ lại rồi giặc lại đặt sẹn làm thì đào tháp bát thằng đấy kẹp lắm là lũ hội tàn nặng tao mẹ luộc được thằng tao mẹ luộc mà lịch tiền cái là chạy mặc cái nhiều cột vật cọ lớn luộc được thằng mẹ luộc nỉu tiền tỷ đa tiền được cái thằng thằng nó đặt hồ chuột rồi sẽ đặt như vậy. Hai cao thủ rừng xanh bắt được có lẽ cần làm mẹ của nó ดู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 
Chứ anh em tôi bắt đầu làm mồi để nhậu. Thì bắt đầu ra nướng để chế biến. Là bây giờ anh em chúng tôi bắt đầu nhóm lửa để nướng con hổ mang mới bắt được. Đấy. Các bạn hãy cùng chúng tôi đón xem. Mời mọi người xem con hổ mang này. Hổ mang chúa các bác. Con này nếu bắt sống thì nó nguy hiểm, cho nên phải giết. Giết thế này thì không sao. Đây. Con này nếu mà bán thì tầm 2-3 triệu. Chứ anh em tôi không bán để nhậu, để tình cảm anh em. Để thưởng thức món đặc sản. Cái này đã khó chịu lắm. Đúng, hai cân sọt là mông hay là ba cân này? Tớ lắc cu cần đà luôn. Ba cân nữa. Mông ba cân. Tớ lắc cu cần đà luôn. Tớ lắc ba na cua. Lắc. Lắc cần. Lắc. Mình ghế. Mình ghế lắm. Mình bơm cái lại cái đó bơm mình vừa khi làm sạch công đoàn làm sạch. Đây là công đoạn sau khi làm sạch, màu của nó là như thế này. Và tí nữa là chúng tôi sẽ chế biến
món hấp xạ, hấp xạ với hong. Anh em hãy cùng chúng tôi đón xem tập tiếp theo nha. Còn tiền bạc khi vào dễ dạ vào lâu dạ vào dễ con là bé nhậu cũng được nhá.